Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết World Cup 2022 đã diễn ra hơn nửa chặng đường. Dự báo tình hình tội phạm cá cược bóng đá sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, Công an huyện Đắk Lắk chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng tập trung cho công tác đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đề ra chủ trương, giải pháp nhằm huy động sức mạnh của các ban ngành, đoàn thể tham gia tích cực công tác phòng chống tệ nạn cờ bạc này. Tăng cường tuyên truyền và ngăn chặn các đối tượng lợi dụng việc này để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng hoặc là cá độ bóng đá truyền thống hoặc là đánh bạc truyền thống bằng các hình thức trên địa bàn. Đấy, thì rất là được lực lượng chuyên trách của đơn vị và các ban ngành quan tâm để cứu việc này, đồng thời là tăng cường công tác mà đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, rồi tội phạm ma túy, rồi các đối tượng mà ngáo đá loạn thần có thể là gây án. Nhận định trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, nạn trộm cắp, hoạt động tín dụng đen cho vay các cược bóng đá sẽ gia tăng. Vì vậy, Công an thị trấn Kiến Đức thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các chủ cơ sở cầm đồ không được cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc cho vay tổ chức cá cược bóng đá. Trong mùa World Cup này, nếu mà nghi tình trạng xe trộm cắp thì chúng tôi sẽ khai báo với cơ quan chính quyền để có hướng xuống xử lý. Tôi làm ngành nghề này là chủ yếu là cầm xe chính chủ, còn xe không rõ nguồn gốc là bên tôi sẽ không làm. Nếu mà cảm thấy mà xe mà nếu mà có chút vấn đề mà nghi gian là chúng tôi sẽ báo chính quyền và địa phương để kịp xử lý. Bên cạnh đó, Công an thị trấn Kiến Đức cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông về những hệ lụy của cờ bạc, từ đó vận động quần chúng nhân dân, các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động cờ bạc, tệ nạn xã hội. Trong cái đợt cao điểm thì gắn liền với mùa World Cup, thì chúng tôi cũng tổ chức đi tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng đến bà con nhân dân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trong các ví dụ như là các điểm cầm đồ, các cái điểm nhạy cảm về an ninh trật tự, các quán cà phê, quán nhậu mà có tổ chức là trình chiếu bóng đá, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho ký cam kết để các cơ sở là cam kết là đảm bảo an ninh trật tự trong cái dịp World Cup này. Quán mình thì bán nhậu phục vụ bà con, cũng có mấy chiếu rồi về coi World Cup. Mình cũng cam kết là phục vụ khách tới đây nhậu rồi mình không có ấy là cá cược này kia gì ở trong quán mình. Mình phục vụ tới 11 giờ là quán mình nghỉ. Với tinh thần đánh mạnh, đánh trúng bằng các biện pháp nghiệp vụ, vừa qua Công an huyện Đắk Lắk đã triệt phá một vụ tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá xảy ra trên địa bàn thị trấn Kiến Đức, gồm 6 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng từ 16 đến 18 tuổi. Tổng số tiền các đối tượng tham gia cá cược gần 17 triệu đồng. Hiện Công an huyện Đắk Lắk đã tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.